Dạ, xà thú, kính cảm ơn Vinh Quang Thà Lạt. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Vinh Quang Thà Lạt, cảm ơn sức rạng đông, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức, Đại Đức. Cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Thâm Má Cha Rí, cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Quát Tha Ná, kính chào Hiển Mộng, mến chào Thi An Lạc. Kính chào xin ngồi nghe, mến chào Xích Rạng Đông, mến chào Châu Khoan, kính chào IQ em đó. Kính chào Tâm Hạnh, mến chào Cẩm Vân, mến chào Thi Na, kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Thích Rạng Đông đã thay mặt đã mở room và cho đạo tràng thính pháp. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, dạ, cảm ơn Châu Phan. Nam Mô Bụt Thầy giá, dạ, cảm ơn Minh Quát Tha Ná cho bài học. Dạ, chúc Châu Phan đi ra ngoài được an vui. Dạ, bây giờ còn tối quá mà Châu Phan đã đi rồi phải không? Dạ, để sáng sáng chút rồi đi Châu Phan ơi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, bây giờ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Đại Đức Tiểu Đức từ bi hoan hỷ đăng đạn tiên phong ôn bài pháp quốc kinh số 150. Dạ, sư có trước má sẽ cho con một tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh Quát Tha Ná, kính mời cô tu nữ Tệ Duyên, mời cô tu nữ Thâm Má Cá Rí, Nhật Quỳnh kính mến mời Cẩm Văn, mến mời Thi Na, mến mời Rạng Đông và mời tất cả những vị trong đạo tràng, vì nào có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Dạ, sa thú. Dạ, bây giờ con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh Pháp Cú, câu số 150. Ác thi năng, nát gà răng cát tăng, măng sao lô, hít ta lệ pa năng, giác thách chá ta, chá mắt chú chá, mà nô mắt khô chá ô hít tô, thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thành trì ngoài đựng thịt xương, đắp thêm máu thịt tô hường quét son, mang thêm tật bệnh tử vong, chứa đầy ngã mạng lối lại gom dối lừa, là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con xin kể. Thi năng na ga răng ca tăng măng sa lo hê ta lê pa năng gia tha cha ra cha ma chu cha ma no ma kho cha o hi to a ti năng na ga răng ca tăng măng sa lo hê ta lê pa năng gia tha cha ra cha ma chu cha ma no ma kho cha o hi to a ti năng na ga răng ca tăng măng sa lo hê ta lê pa năng gia tha cha ra cha ma chu cha ma no ma kho cha o hi to. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, kính mời cô Tuệ Duyên tiếp theo ạ. Dạ, sa thú lành thay, kính tri ân đại đức. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ với cô tu nữ, kính lễ cô tu nữ Thamachari,
Kính chào quý Phật tử. Và bây giờ tự nhiên xin kệ kinh Pháp Cú số 150. Và cảm ơn huynh Quách Thanh Á. A thi năng na ga răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng. Ya tha cha ran cha mat chu cha mano mak kho cha o hi to. At thi nang nag rang kat tang mang sa lo hi ta le ba nang. Ya tha cha ra cha mat chu cha mano mak kho cha o hi to. Ati nang na ga rang ka tang tang sa lo hi ta le ba nang. Ya tha cha ra cha mat chu cha ma no mak ko cha o hi to. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu. Ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Hòa thượng Thích Minh Châu. Ách thi năng ná gá răng cách tăng măng xá lô hi tê hi ta lê ba năng. Giá thá chá ra chăm mất chút chá ma nô mắc khô chá ô hi tô. Thành trì ngoài đựng thịt xương, đắp thêm máu thịt tô hường quét son, mang thêm tật bệnh tử vong, chứa đầy ngã mạn lại gom dối lừa. Hòa thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã kể xong. Và bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Rạng Đông. Dạ, kính mời chị ạ. Sa thú cô tu nữ tự nhiên. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Nhiên, cô tu nữ Thâm Á Chá Rí. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu cú số 150. Á thi năng nã ca rằng các tăng măng sa lô hi ta lê pa năng. Giá tha cha ra cha mắt chú cha ma nô mắt khô cha ô hi tô. Á thi năng na ga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê pa năng. Giá tha cha ra cha mắt chú cha ma nô mắt khô cha ô hi tô. Á thi năng na ga rằng ca tăng măng xá lô hi ta lê ba năng. Giá tha cha ra cha mắt chú cha ma nô mắt khô cha ô hi tô. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu. Ở đây già và chết, mạng lừa đảo chắc chứa. Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Áp thì năng ná gá răng cá tăng măng xá lô hi ta lê ba năng. Giá tha cha ra cha mắt chú cha ma nô mắt khô cha ồn hí tô. Thành trì ngoài đựng thịt xương, đắp thêm máu thịt tô hương quét son, mang thêm tật bệnh tử vong, chứa đầy ngã mạn lại gom dối lừa. Bản dịch của Hòa thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Và sa thú kính cảm ơn Xích Trần Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 150. Ác thi năng ná gá răng cá tăng
Băng xá lô hí tá lê pá năng giác khá chá ra chá mát chù chá ma nô mắc khô chá ô hí tô áp thi năng ná gá răng cá tăng băng xá lô hí tá lê pá năng giác thá chá ra chá mát chù chá ma nô mắc khô chá ô hí tô áp thi năng ná gá răng cá tăng măng xá lô hí tá lê pá măng giác thá chà ra chá ra chá mát chù chá ma nô mắc khô chá ô hí tô thanh này làm bằng xương quét tô bằng thịt máu ở đây già già chết mạng lừa đảo chất chứa bản dịch của hòa thượng Minh Châu thành trì ngoài đựng thịt xương đắp thêm máu thịt tô hường quét son mang thêm tật bệnh tử vong chứa đầy ngã mạng lại gom dối lừa bản cổ thơ của hòa thượng Giới Đức và cấp nhân đã ôn bài xong mến mời bàn tay của Sittina. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu phúc cú số 150. Athi năng naga răng cát tăng măng sa lô hi ta lê pa năng yat tha cha ra cha mắt chú cha ma no mắt khô cha ô hi tu athi năng naga ca rằng các tầng măng sa lô hi ta lê pa năng nhãn tha cha ra cha mắt chú cha ma nô mắt khô cha ô hi tu thành này làm bằng xương quét khô bằng thịt máu ở đây già và chết mạng lừa đảo chất chứa của hòa thượng Thích Minh Châu an thi năng na ga tăng ca tăng mano lo hi ta le pa năng yan tha cha ra cha man chu cha mano mang khu cha o hi tu an thi năng na ga răng ca tăng mang sa lo hi ta le pa năng yan tha cha ra cha man chu cha mano mang khu cha ô hi tu đắp thêm máu thịt tu thường quét son mang thêm tật bệnh tử vong chứa đầy ngã mạng lại gom dối lừa của hòa thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Sa thu lành thay Tina. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, kính đại lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính đại lễ Đại Đức Tệ Đức. Kính chào cô tu nữ Dhammachari, cô tu nữ Tuệ Duyên và toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh Pháp Cú số 150 và kính cảm ơn Sita Nhật Trình và Sita Đồng cho biết nghe rõ. Athinang nagarang katang mangsalohita lepanang yatha cara cama kyuja mano mako cha ohito athinang nagarang katang mangsalohita lepanang yatha cara cama kyuja mano mako cha ohito athinang nagarang katang mangsalohita lepanang yatha cara cama kyuja mano mako cha ohito thành này làm bằng xương quét tô bằng thịt máu ở đây già và chết mạn lừa đảo chất chứa bản dịch của ngài Minh Châu
thành trì ngoài đựng thịt xương, đắp thêm máu thịt tô hường quét son, mang thêm tật bệnh tử vong, chưa đầy ngã mạn lại gom dối lừa. Bản phổ thơ của Ngài Dây Đức, Nam Mô Phuttaya, con xin được thương đích. Mến mời Quang Thanh nhé. Dạ, đỉnh là tâm ạ. Con Đức Phật, Đức Pháp, con Đức Tăng. Con kính đỉnh lễ thức Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 150. Cảm ơn Chư Quát Thân Á đã bắt bài. Thì năng naga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng ra thà cha ra cha mắc chu cha ma nô mắc khổ cha ô hi tô a thi năng na ga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng ra thà cha ra cha mắc chú cha mà nô mắc khổ cha ô hi tô. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết mạng lừa đảo chất chứa. Thế là dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thi năng la gà răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng rạt tha cha ra cha mắc chú cha mô ma nô mặc khô cha hi tô a thi năng na gà răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng rạt tha cha ra cha mắc chú cha ma nô măng khổ cha ô hi tô. Thành trì ngoài đựng thịt xương, đắp thêm máu thịt tô hường quét son, mang thêm tật bệnh tử vong, chứa đầy ngã mạn lại gom dối lừa. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Dưới Đức. Dạ, con đã đọc xong. Con kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, con mời vị kế tiếp. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn Văn Thành. Nam Mô Bích Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn cùng Chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn răng đồng. Nhật Bình kính lễ quý ba, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp quốc kinh số 150 lá cho bài học. Thì năng na ga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê ma năng dạ tha cha ra cha mắt chú cha ma nô mặc hồ cha ô hi tô. Thì năng na ga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba măng. Dạ, con sai rồi. Thi năng na ga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng dạ tha cha ra cha mắt chú cha ma nô mặc khô cha ô hi tô. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết mạng lừa đảo chất chứa. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Thị năng na gà rặng ca tăng năng sanh lô hi tà lệ va năng và thả cha ra cha mạch chú cha mà nó mắc khô cha ô hi tô.
A thi năng na ga răng ca tăng mang xa lơ hi ca ba lê ba năng. Dạ tha cha ra cha mát chu cha ma nô mắc khớm cha ơ hi tô. Thành trì ngoài đựng thịt xương đắp thêm máu thịt tâu hường quẹt son. Mang thêm tật bệnh tử vong, chưa đầy ngã mạng lại gom dối lừa. Và đây là bản khổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, cho con coi lại, con thấy cô tu nữ thăm má cha tí. Hình như muốn cầm bích rồi, cô rớt bích rồi. Dạ. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tệ Đức đã từ bi phan hỷ tiên phong ông bài pháp của kinh số 150. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quá Thanh Lá, Hít Thi Na, Cẩm Vân, Trạng Đông, Cô Tu Nữ Tệ Duyên, nhà Quang Thanh đã phan hỷ lên ông bài. Và bây giờ cũng đã đến lúc học bài mới cao pháp của kinh số 151. Và cảm ơn Quỳnh Quá Thanh Lá. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh trước pháp sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay, Nam Mô Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta ha sa tam thiên vận ngầm nguyện quảng Phật nhận lời nhân chẳng gì hơi biết rộng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hà giáp vẹn toàn. Một lòng trắng tối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam trời thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh đòi khắp chốn đi, tội mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Ha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đại cung thịnh Đại Đức Minh Mẫn từ bi hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 151. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng bích đến sư. Yeah, sa thú lần thai kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Âm thanh nghe hơi nhỏ. Âm thanh nghe hơi nhỏ thì chúng tôi sẽ chỉnh cho nó to lên. Rồi, chắc là ok rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Và kính tri ân quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học pháp cú với câu kệ số 151. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ 151, đoạn thứ nhất. Chiranti ve ra charatha suchitta. Chiranti ve ra charatha suchitta. Đoạn thứ hai. Atho sareram picharang upeti. Atho sareram picharang upeti. Đoạn thứ ba. Satanh cha thammo nacharang upeti. Satanh cha thammo nacharang upeti. Đoạn thứ tư. Santo ha we sa phi pa we da yan ti. Santo ha we sa phi pa we da yan ti. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của bốn đoạn này rồi dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất của câu kệ có bốn từ. Từ đầu tiên, chiranti. Đây là một cái động từ. Chiranti chia theo ngôi thứ ba số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là anti. Quý vị có học Pali đó thì lúc đó quý vị sẽ biết cái điều này. Ti anti sithamima, đó là ba ngôi, ngôi một, ngôi hai, ngôi ba, ngôi thứ ba, ngôi thứ hai, ngôi thứ nhất, số ít, số nhiều. Ti anti sithamima, ở đây là số nhiều, anti. Chi chi ra ti có nghĩa là, ở đây là động từ hay sinh tố gì ha? Có nghĩa là trở nên già nè, hao mòn. Từ thứ hai, quê, đây là một cái bất biến từ, có nghĩa khẳng định, thật vậy, quả vậy, đúng vậy. Từ này với cái từ hát quê ở dưới câu thứ tư đó, đồng nghĩa, quê hát quê. Rồi, từ thứ ba, cha ra ra tha, đây là một hợp từ chúng ta tách ra cha ra cộng với là ra tha. Nếu mà hai cái từ này mình phải viết cho nó theo kiểu văn xuôi đó thì phải là cha ra cha sa ra tha, là xe của vua. Ra cha là vua, ra tha là chiếc xe. Mà ở đây đó là ra tha là chia theo số nhiều, chủ cách số nhiều. Oa là những chiếc xe của vua. Rồi từ tiếp theo, Suchitta là Suchitta mà chia theo chủ cách số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là Suchitta. Suchitta này là tính từ bổ nghĩa cho cái từ Rajaratha. Nếu mà văn xuôi đó. Thì cái từ Suchitta này phải viết trước. Tính từ rồi đến danh từ. Nhưng đây văn nghệ thành ra có khi để nhấn mạnh cái yếu tố nào đó, thành ra đó là Đức Phật Ngài mới đảo vị trí. Chữ Chitta ở đây đó không có nghĩa là tâm nữa, mà chữ Chitta đây đó có nghĩa là được trang hoàng, trang điểm. Thì tiếp đồng ngữ su có nghĩa là khéo. Thành ra su chích ta là khéo được trang hoàng, khéo được xe thì là trang hoàng. Còn người đó thì trang điểm. Rồi, khéo được trang hoàng. Đến đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy có bốn từ. Từ đầu tiên Atho,
Nó thô ở đây đó có nghĩa là rồi, nhưng mà đôi khi mình cũng dịch là và nữa. Từ thứ hai, sare rampi, đây là một hợp từ chúng ta tách ra sare răng cộng với là pi, thì pi api đồng nghĩa, pi mình dịch là cũng, sare răng là sare ra, chia theo đối cách, chia theo đối cách. Cha, không phải, xin thưa quý vị, xin lỗi quý vị. Sare ra đó là danh từ trung tính, chứ không phải là danh từ nam tính. Danh từ trung tính, sare răng là chia theo chủ cách số ít. Thành ra nó có cái hình thức là ăn. Nếu mà số nhiều đó là sare ra ni. Ở đây sare răng là chủ cách của cái câu thứ hai này đó. Thì sare ra, quý vị có đọc cái bài kinh đó, là bài kinh mà dịch ra tiếng Việt đó, con xin đảnh lễ các phần bảo tháp xá lợi kim thân Phật Đà sare rakatha, là sare ra đối với Đức Phật đó thì mình dịch là kim thân, mà người thông thường đó thì mình dịch là sát thân. Rồi từ tiếp theo, chá răng. Chá răng là chá rá, chia theo đối cách, thành ra nó có cái hình thức là ăn. Xin lỗi, chá ra. Chá ra mà chia theo đối cách, thành ra nó có cái hình thức là chá răng. Chá ra là sự già. Từ cuối cùng của Peti, đây là động từ. Động từ này có nghĩa là đi đến, đạt đến. Thành ra trong cái câu này nó có hai từ nè. Atho upeti, rồi đi đến. Rồi đi đến tức là tiếp theo sau đó. Do vậy đó mà Ngài Hòa Thượng Minh Châu này dịch ở thì tương lai đó. Rồi đi đến già. Cho nên Ngài mới dịch ra là sẽ già. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy có năm từ. Từ đầu tiên sát tăng chá. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra sát tăng cộng với là chá. Sát tăng đây là cái từ, cái phân từ santa. Santa mà nếu theo mạch văn của cái câu này đó, thì chữ chữ này nè phải chia ở sáu thuộc cách, tức là cách thứ sáu đó. Mà không biết sao ở đây là chia sát tăng, nếu cách thứ sáu là phải là sát tát sát. Thành ra chữ sát tăng ở đây đó mình cũng dịch theo cách thứ sáu. Từ cái chữ Santa, Santa đó có nghĩa là bậc tịnh chỉ. Santa có nghĩa là bậc tịnh chỉ, hay là bậc yên tĩnh. Đây chỉ cho Đức Phật, xin thưa quý vị. Từ chá có nghĩa là và, rồi từ tiếp theo là thâm mô. Thâm mô chúng ta quen rồi, dịch là pháp. Từ thứ ba, ná, đây là một bất biến từ có nghĩa là không. Từ thứ tư, chá răng, chúng ta đã lấy nghĩa ở trên, sự già. Từ cuối cùng, u pê tí, chúng ta cũng đã lấy nghĩa ở trên, động từ, đi đến, đạt đến. Uh,
Rồi đến đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có bốn từ, từ đầu tiên Santo. Santo bây giờ đó mới chia ở chủ cách nè. Santa, Santo. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sử đó, tên Bali của Ngài đó là Santa Kichu. Santa là tịnh, Kichá đó là phận sự. Thành ra Santa, chia theo Santo là chia theo chủ cách. Mình dịch đó là bậc tịnh chỉ, bậc yên lặng. Thì bậc tịnh chỉ, bậc yên lặng ở đây chính là Đức Phật. Từ há quê chúng tôi đã lấy nghĩa giống với cái chữ quê ở trên rồi. Từ thứ ba, sáp phi. Và sáp phi này nếu mà theo nghĩa Sanskrit thì là bậc tri thức. Còn nếu mà theo nghĩa Bali đó thì là bậc có đức hạnh. Và cũng đồng nghĩa với cái chữ Santa. Thì sắp phí ở đây đó là vị ngữ ý, chia theo chủ cách thành ra giữ nguyên. Dạ, hát quê là đồng nghĩa với chữ quê ở trên hồi nãy sư có nói là hai từ này đồng nghĩa. Thật vậy, quả vậy, đúng vậy. Rồi từ cuối cùng. Pháp quê đã dành tí. Pháp quê đã danh tí đó là chia theo thụ động. Đây là cái động từ thụ động. Còn mà động từ năng động đó là pháp quê đề tí. Pháp quê đề tí là năng động. Pháp quê đã danh tí. Ở đây là pháp quê đã danh tí. Pháp quê đã danh tí là chia theo ngôi thứ ba số nhiều. Chia theo ngôi thứ ba số nhiều ha. Nó ở đây đó là theo cái nghĩa thụ động. Thành ra pa quê đã danh tí ở đây đó có nghĩa là được tuyên bố, được tuyên thuyết, được nói lên. Rồi có chữ sắp phí ở đây đó ha, sắp phí ở đây nó có hai nghĩa. Nếu mà theo Sanskrit đó thì là bậc tri thức. Còn nếu mà theo Bali đó là bậc có đức, đồng nghĩa với chữ Santa. Bậc có đức hạnh hay là bậc tịnh chỉ. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. Quê thật vậy. Rajaratha Suchitta, xe của các vị vua khéo được trang hoàng. Chiếc ram tí là bị già. Những thật vậy, những chiếc xe của vua khéo được trang trí đó, bị già. Cái động từ này chia thì hiện tại đó xin tôi. Sare ram pi, xác thân này, atho sare ram pi, xác thân này rồi cũng upe tí đi đến chà răng sự già. Xác thân này rồi cũng đi đến già luôn. Tăng chất tham mô, pháp của bậc tịnh chỉ
na không u pê tí đi đến cha răng dạ lùa ha quê thật vậy san tô bậc tịnh trí ba quê đa danh tí tuyên thuyết tuyên bố hay là nói cho sắp phí bậc tri thức hay là bậc có đức hạnh. Như vậy thì bậc tri thức hay bậc có đức hạnh ở đây ha, nếu mà nói theo ấn đức của Pháp đó xin thưa quý vị, thì cái chữ sắp phi này nè đồng nghĩa với chữ bu nhu. Quý vị nhớ trong cái ân đức Pháp đó có một cái ân đức đó là Pách chắc tăng quê đi tắp bô huynh nhu hí. Là Pháp này nè, phải do người trí hay là bậc thiện, bậc thiện thì thiện trí thức đó, tự ngộ ra. Thành ra chữ chữ sắp phí ở đây đó. Chữ sắp phí hả? Dạ, chữ sắp phí ở đây đó, mình hiểu. Đọc lại đoạn sau cùng hả? Ha quê, thật vậy, Santo bậc tịnh chỉ. Ba quê đa dành tí, tuyên bố, hay là thuyết, hay là nói cho sắp phí, bậc tri thức. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong phần từ vựng và việc dịch văn xuôi. Kính tri ân cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 111. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. A-ra-hang sama sambutho phakawa buthang phakawantang afiwademi Svakato Phakavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakavato Savaka Sangho Sangkhang Namami Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại râm Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, câu kệ hôm nay chúng ta học là câu kệ Pháp Cú số 151. Câu kệ này nằm trong phẩm Chá Ra Quát Gá, là phẩm được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tâu Ná, đề cập đến sự mắc của vua Pasenadi. Sự thắc mắc đề cập đến vua Pasenadi đó. Thì vua Pasenadi, cái cuộc đời và sở hành của vua rất là nhiều. Nhưng mà ở cái duyên sự này đó thì đề cập đến một mảng thôi, một khía cạnh nhỏ. Đó là vua Pasenadi có thắc mắc, không biết đó là hoàng hậu Malika chết rồi sanh về đâu.
Thì cái duyên sự này nè, đề cập đến cái câu chuyện này. Xin thưa với quý vị đó, kể cả câu chuyện vua Vasenadi nữa, hoặc là câu chuyện về vua về hoàng hậu Malika đó, thì chúng ta nghe lui nghe tới cũng rất là nhiều rồi. Và ở đây chúng tôi trình bày cái duyên sự này nè. Thì cái duyên sự đó là những cái gợi ý, gợi mở để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ Bali mà Đức Phật này dạy. Do vậy đó chúng tôi cũng trình bày các cái ý nghĩa gợi ý một cách xúc tích thôi. Hoàng hậu Malika đó là vợ của vua Pasenadi. Và hoàng hậu Malika là một người sùng đạo, có tín tâm rất là mãnh liệt đối với Tam Bảo. Một lần nọ khi hoàng hậu đi tắm, thì có cái con chó đực hoàng hậu nuôi, hoàng hậu cũng rất là thương, nó đi theo. Khi đang tắm suối nước rồi vậy, cái con chó đó nó tới, nó nhảy lên bắp đùi, nó bé vãn. Thì có cái sự xúc chạm vậy, hoàng hậu mới khởi lên cái ý nghĩ sâu. Thì đức vua ở trên lầu đó, nhìn xuống, thấy cái cảnh tượng đó đó, cho nên đức vua mới bực, mới la mắng. Nhưng mà hoàng hậu đó thì một, rất là thông minh, và thứ hai đó, nếu mà nói thật đó thì sợ vua xử phạt. Chơi với vua đó là phiền toái lắm, xin thú vị. Chơi vua giống như là chơi với hổ vậy đó. Rục rịch cái đó là rơi đầu như chơi. Vua đó thì rất là thương yêu hoàng hậu Malika. Cho nên đó là hoàng hậu Malika đó, mình có thể nói đó là lợi dụng cái sự yêu thương đó của vua. Thành ra đó mới dối gạt vua. Nói rằng khi mà ai vào trong cái phòng tắm đó, đó thì người ở chỗ khác mà nhìn vào đó nó cũng sẽ có một cái bóng giống vậy. Chứ còn kỳ thực ra đó thì hoàng hậu với cái con chó đó nó không có gì gì đâu. Thì vì do vua thương đó, thành ra vua cũng hơi tính tính. Rồi thêm phần nữa đó là hoàng hậu rất là thích mà. Thành ra đó là cũng chứng minh bằng cách đó là để cho vua vào trong cái phòng tắm đó, rồi hoàng hậu ngoài, hoàng hậu nhìn và hoàng hậu nói đó, cái cảnh tượng nó cũng giống như là khi hoàng hậu tắm mà vua ở ngoài nhìn vậy đó. Do vua thương hoàng hậu quá thành ra đó là vua tin. Chứ xin thưa quý vị đó, vua Pasenadi đó là Bồ Tát chánh đẳng chánh giác tương lai mà. Thành ra mình nói Bồ Tát chánh đẳng chánh giác tương lai mà ngu đó thì không đúng. Vì do quá thương cho nên mới tin. Và cái sự việc đó xem như bỏ qua, xem như đó là đã trôi qua. Thì một thời gian sau ai cũng vậy, xin thưa quý vị. Khi sinh ra lớn lên già rồi phải chết. Hoàng hậu Malika chết. Thì trước khi chết, hoàng hậu là một người tín tâm trong sạch đối với Tam Bảo, hộ độ hết mình. Tận tay mình làm cũng có, hay sai bảo giai nhân làm cũng có. Biết bao nhiêu công đức thiện sự. Ấy thế mà hoàng hậu không nhớ, mà hoàng hậu lại nhớ cái việc làm đó của mình. Hoàng hậu sở dĩ mà nhớ đó, là vì khởi lên cái ý nghĩ rằng vua đó cực kỳ tốt với mình, vậy mà mình lừa gạt vua.
cái việc làm này đó thật là tội lỗi. Đức Phật sẽ biết. Các cái bậc đại đệ tử của Đức Phật đó biết, bậc thiện trí thức cũng biết. Vì khởi lên cái sự hối tiếc ăn năn vậy đó, xin thú vị, thành ra đó là hoàng hậu chết. Khởi lên cái sự hối tiếc ăn năn vậy tức là chết bằng động lực sân. Động lực sân tạo ra tâm quả, quan sát thọ xả quả bất thiện, dẫn đi tái sanh vào khổ cảnh. Hoàng hậu Malika bị tái sanh vào địa ngục Ba Tỳ. Nhưng mà vì do đó là cái lỗi đó đó ha, hoàng hậu phạm có một lần nè, thì mình xem như đó là nó rất là ít. Còn cái công đức thiện sự hay là thiện nghiệp mà hoàng hậu tạo đó thì nó nhiều quá. Mình mường tượng giống như là một hai người, một người lực sĩ và một người ốm yếu, đứng trên lầu một rồi nhảy xuống đất. Thì theo quý vị đó là người nào có khả năng lồm cồm ngồi dậy được? Xin thưa lực sĩ, lực sĩ có khả năng lồm cồm ngồi dậy được. Còn cái người mà ốm yếu đó là đi luôn. Thì hoàng hậu Malika giống như là người lực sĩ, công đức thiện sự nhiều, còn tội đó ít. Do đó đó mà hoàng hậu Malika chỉ đọa vào địa ngục có 7 ngày thôi. Vua Pasenadi rất là thương yêu hoàng hậu Malika, cái thành thử ra đó là mới đi đến chùa hỏi Đức Thế Tôn xem coi hoàng hậu của mình chết đi về đâu rồi. Nhưng mà Đức Thế Tôn đó, ngài có tâm đại từ đại bi đối với tất cả chúng sinh. Cho nên nếu mà ngài để cho vua hỏi rồi ngài trả lời cho vua đó, thì sợ e sẽ có nhiều bất lợi cho vua. Vua là vua mà, quyền sinh sát trong tay. Thành ra đó là Đức Thế Tôn ngài mới dùng thần thông làm cho vua quên đi. Đến ngày thứ 8 thì Đức Thế Tôn ngài mới đắp y mang bác đi vào ở trong cung vua đó để cắt thịt. Thì ngài không có đi vào cái chỗ ở của vua mà ngài lại đi vào cái chỗ để xe, để các cái chiếc xe của vua hiện tại và các cái vị vua đời trước. Ngài vô đó cái vua mới cho soạn chỗ ngồi, đem thức ăn này kia kia nọ ra đặt bát. Thì bây giờ đó vua mới hỏi, thì Đức Thế Tôn đó trả lời rằng, tâu đại vương, lệnh bà đã sanh lên cõi trời đâu xuất rồi. Thì xin thưa quý vị ha, với một người mà mình rất là yêu thương, rất là ái luyến, sau khi chết rồi mình được nghe cái người đó sanh lên cõi trời đâu xuất, thì theo quý vị là quý vị có vui không, có hoan hỷ không? Quá vui quá hoan hỷ chứ. Sanh lên cõi trời đâu xuất đó là cõi đó đa phần đó là chư Bồ Tát ở đó để chuẩn bị hoàn tất 35 mật độ của mình. Vua nghe nói vậy cho nên đó là vua rất là hoan hỷ. Rồi Đức Thế Tôn ngài mới an ủi vua thêm, ngài nói xin thưa quý vị, mặc dù là hoan hỷ vui vậy đó, nhưng mà cũng có cái sự buồn rầu, dầu gì nữa cũng mất người thân mà. Nương theo đó Đức Thế Tôn ngài mới an ủi, ngài nói đại dương đừng có u sầu, đại dương đừng buồn nữa, sanh tử là lẽ thường đối với tất cả chúng sanh mà. Có ai sanh ra trong cuộc đời này mà không già không có chết đâu. Sau khi an ủi Đức Vua dậy xong, cái Đức Thế Tôn này đang ngồi ở cái tại cái nhà mà để xe đó, cho nên ngài mới hỏi Đức Vua,
Ngài chỉ từng chiếc xe một với Ngài hỏi, Tâu Đại Vương, chiếc xe này là của vị nào? Thì Đức Vua Ngài trả lời đó là chiếc xe này của Tiên Vương của Trẩm. Tiên Vương tức là vua ông nội. Rồi đến chiếc xe thứ hai, vua trả lời đó, đây là xe phụ vương của Trẩm, là cha của vua. Đến chiếc xe thứ ba đó, cái vua trả lời là đây là chiếc xe của Trẩm. Có ba chiếc xe vậy đó. Tức là ba đời, ba thế hệ. Bây giờ Đức Thế Tôn Ngài mới dạy, Ngài nói Tâu Đại Vương, do đâu mà chiếc xe của Tiên Vương Đại Vương đó không có sánh kịp chiếc xe của Phụ Vương Đại Vương, và chiếc xe của Phụ Vương Đại Vương đó thì không có bị kịp chiếc xe của Đại Vương. Những cái vật hữu hình như vậy đó, thì dầu là khúc gỗ nè, là cái mục, cũng đều phải cũ, phải già. Huống chi đó là cái sắc thân này. Tâu Đại Vương, pháp của bậc trưởng phu đó, thì không có cũ, không có già. Chứ cái thân của chúng sinh đó, mà không già, không cũ đó, thì là chuyện không hề có, không bao giờ có. Nói vậy xong, Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết lên cho vua và những người ở gần đó, đó nghe câu kệ. Rồi như chúng ta đó là gián tiếp. Ngài thuyết, Chí ràn tí quê ra chá rắc hà su chít ta á thô sá rầy rầm tí chá răng ú bê tí sá tành chá thăm mô ná chá răng ú bê tí sàn tô hà quê sá tí bá quê đá dàn tí. Câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ. Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già. Như vậy bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện. Còn Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là xe vua đẹp đẽ giường bao, trang hoàng lộng lẫy hư hao đến kỳ. Thân này đến lúc lão suy, pháp từ bậc thiện vô vi chẳng già. Pháp của Đức Gotama sáng tỏ giáo pháp trang hòa thiện nhân. Và có thêm một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa. Thì đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu. Ba phần tham khảo rồi duyên sự là những cái gợi ý để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali. Hiểu càng rõ ràng, càng sâu sắc bao nhiêu thì chúng ta sẽ dễ thực hành theo bấy nhiêu. Và có thực hành theo nhiều thì chúng ta sẽ có được cái phước trí nhiều. Nếu mà có phước trí nhiều đó thì đồng nghĩa với việc đó là chúng ta sẽ mau đạt đến chỗ không sanh, không già, không bệnh, không chết. Bây giờ chúng ta cùng với quý vị tìm hiểu ý nghĩa rộng và sâu ở trong cái câu kệ này. Vậy xin hỏi bà con chúng ta chứ qua ba cái bản dịch nè, rồi qua cái duyên sự là những cái gợi ý để hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ mà chúng tôi trình bày đó. Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn Ngài dạy điều gì qua câu kệ này. Trước hết xin thưa quý vị, câu kệ này Đức Thế Tôn Ngài dùng cái phương pháp so sánh, ẩn dụ so sánh. Ẩn dụ so sánh như thế nào? Ngài dùng cái chiếc xe đó đó để so sánh với cái xác thân này. Vậy thử hỏi bà con ha, chứ trong cuộc đời này có bao nhiêu loại xe, xe nhiều hay xe ít? Nhiều xe nhiều loại hay xe ít loại? Xin thưa, xe rất là nhiều loại. Xe của vua đi nữa ha, thì mình gọi là xe vua.
À, mà vô cũng có nhiều loại nữa đó, xin thưa quý vị. À, rồi theo quý vị ha, Phật có xe không? Dạ có. À, xe Phật đây mình gọi là xe Phật. À, chúng tôi có xe không? Dạ có. À, xe chúng tôi đi gọi là xe minh mẫn. À, quý vị, mỗi mỗi người đều có một chiếc xe. À, vậy thì chiếc xe ở đây là cái gì? Xin thưa quý vị, là xác rây răng đó. Là cái xác thân này nè. À, chiếc xe so sánh với cái xác thân này. À, thì tùy thuộc cái xác thân này là loại hình gì. À, để loại hình gì ở đây đó, tức là để là cái kiểu xe gì đó, để nó có những cái trang hoàng, trang điểm tương ứng là xuất chích ta. À, xe của vua là ra cho ra tha xuất chích ta thì cũng giả. À, thì ở đây đó Đức Thế Tôn ngài nói có xe vua thôi, nhưng mà mình hiểu rộng nó ra xe có nhiều loại. À, xe vua, xe Phật, xe thiện nam, xe tín nữ nè, xe người nè, xe súc sinh nè, xe ngạ quỷ, xe địa ngục, xe chư thiên, xe phạm thiết. À, mỗi một cái sắc thân là một loại xe. À, quý vị thấy sắc thân có nhiều không? Quá trời. À, sắc thân người nè, sắc thân thú nè, sắc thân địa ngục nè, sắc thân Atula nè, sắc thân quỷ khổ nè, sắc thân chư thiên nè, sắc thân phạm thiên. Đó, mỗi một loại sắc thân chỉ là một chiếc xe đó, thưa quý vị. À, thì ở đây Đức Thế Tôn ngài dùng cái hình ảnh trước mắt là ngài đang ngồi ở trong cái nhà xe. À, rồi ngài mới hỏi Đức Vua đó là các cái loại xe đó, xe của tiên vương, rồi xe của phụ vương, rồi mới tới là xe của trầm, tức là ông nội nè, cha, rồi đến mình. À, đó thì xin thưa quý vị, Đức Vua đó là người như thế nào trong thế gian? À, là người thời kỳ phong kiến đó, Đức Vua xem như là người phước vật dồi dào nhất, phước đức dồi dào nhất. À, phước đức dồi dào nhất thì thành ra đó là mới được làm vua. À, là người quyền cao chức trọng nhất ở trong cái quốc độ đó. À, rồi là cái gì? Tất cả cái gì ở trong quốc độ đó đều thuộc quyền của vua. Rồi vậy thử hỏi chứ, thử hỏi bà con chứ, có phải vua là người có phước vật trội nhất không? À, vua là người có phước vật, phước đức trội nhất. Còn phước trí chúng ta chưa nói đến. À, vì do vua là người có phước vật, phước đức trội nhất, vậy cho nên chiếc xe của vua sẽ được trang hoàng lộng lẫy hơn, nó quý hơn, nó đẹp hơn. À, vậy thì từ cái chỗ đó cái mình mới suy ra ha, là dựa vào cái phước, phước quá khứ của mỗi chúng sinh, để chúng sinh đó, sở hữu một cái chiếc xe tương ứng. À, vua thì có xe của vua nè, quan có xe của quan, thường dân năm bộ có xe của thường dân năm bộ. À, chúng ta ở đây đang đi chiếc xe gì xin thưa quý vị? À, xe này đó là có được trang hoàng lộng lẫy không? Có được trang hoàng đẹp đẽ không? À, tùy. À, tùy thuộc vào phước vật, phước đức của mình đến đâu, để cái xác thân của mình đó được trang hoàng tương tự đến đó. À, nếu phước đức của mình ở quá khứ tốt đó ha, thì mình sở hữu một cái thân này nè, khỏe mạnh, ít ốm đau bệnh tật, có danh vọng địa vị trong xã hội. Phước vật quá khứ của mình thù thắng đó ha, thì mình có của ăn của để. Còn phước vật mình yếu yếu tí đó thì vừa ăn, đủ ăn đủ xài. À, phước đức của mình mà được tí đó thì mình sở hữu cái thân này nè, nó trung bình.
Khỏe thì không khỏe lắm, mà ốm đau bệnh tật thì cũng không có ốm đau bệnh tật lắm. Đó. À, thì đó là cái xuất chích ta là cái can hoàng bên ngoài. À, nhưng mà cái thân của mình đây này, xin thưa quý vị, không phải chỉ có vật chất không, mà còn có tinh thần nữa. Thì còn có tinh thần nữa, tinh thần là cái gì? À, theo Phật giáo mình gọi là danh đó. À, cái thân thân mình đây nè, thân chúng sinh ngũ quẩn này nè, thì có hai là phần sắc và phần danh. À, thì sắc được trang hoàng thì danh có được trang hoàng xin thú gì? Có chứ, trang hoàng lộng lẫy đẹp đẽ. À, thành ra bà con mà mình bà con chúng ta mà học ví dụ pháp đó, thì tâm thì chia ra làm hai loại. À, là tâm tịnh hảo và tâm vô tịnh hảo. Vô tịnh hảo là xấu, là không có đẹp, là không có hoàn hảo. Thì không là xấu, là không có đẹp, là không có hoàn hảo, bởi vì không có được trang hoàng, không có cái gì trang hoàng cả, không có cái gì trang điểm cả, cho nên đó là nó mới là xấu đẹp. Còn tâm tịnh hảo đó là có cái yếu tố trang hoàng trang điểm, thành ra đó mới trở nên là tốt, là đẹp. Giá tốt là đẹp. À, thì tâm tịnh hảo đó gồm có cái gì? Có các yếu tố như là gì? Tính niệm tàm quý nè, vô tham vô sân gì đó. Hoặc là gì? Tính niệm tàm quý văn thí tuệ. Đây là thức thánh sản đó. À, cái tâm được trang hoàng, trang điểm những cái đó. À, thì lúc đó đó là phần danh trở nên lộng lẫy, đẹp đẽ. À, nhưng mà xin thưa quý vị, cái câu kệ này đang nói đến ở cái chỗ đó là sát thân thôi. À, còn khi mà mình hiểu trang hoàng trang điểm đó, thì mình phải hiểu là trang hoàng trang điểm cả hai vậy ha, là vật chất tinh thần vậy. À, thì ở đây nói về cái sát thân. À, thì dầu cho này ha, là vua, là quan, là thần dân, là Đức Phật, là chư thánh hay là phạm. À, thì xin hỏi với quý vị, chưa cái xác thân đó đó có già không? Có. À, vạn vật ở trên cuộc đời này khi xuất hiện, à, thì thuộc, nếu là thuộc về vật chất đó, à, đều phải trải qua bốn giai đoạn là xuất hiện, là có mặt đó, là sanh ra đó. À, đến giai đoạn thứ hai là tiến. À, tiến tức là phát triển lên, là lớn lên. À, đến giai đoạn thứ ba đó là dị, là biến hoại, là già. À, giai đoạn thứ tư đó là diệt, là mất đi. À, do vậy đó mà chúng ta đọc sách báo này kia kia nọ này ha, chúng ta thấy này ha, tưởng chừng như cái mặt trăng mặt trời hoặc là cái quả đất này đó là nó tồn tại vĩnh viễn. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, nó cũng có ngày nó phải hoại, nó phải mất đi. Thì các nhà khoa học người ta ước lượng đó là khoảng 2 tỷ năm nữa. 2 tỷ năm nữa thì mặt trời hoại hoặc là quả đất này hoại. À, từ cái chỗ đó cái mình mới thấy là cái gì? Những cái mà mình cho ha, mình nghĩ đó, à, nó sẽ tồn tại mãi mãi, nó không có già, nó không có thay đổi, ấy thế mà nó cũng còn có già, có thay đổi. Huống nữa đó là cái thân này, xin thưa quý vị, à, chúng ta nhìn từ đông sang tây, từ cổ chí kim này ha, à, mình thấy con người của mình đó, có ai mà không có già, không có chết không? Dạ không. À, nếu như mà có vậy đó thì bây giờ đó mình sẽ có là ông sơ không cố gì 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 đó, mình còn có thể đó là thấy họ, gặp họ. À, nhưng mà bây giờ mình đâu có thấy, mình đâu có gặp được ai đâu. Đó, thì từ cái chỗ đó mình suy ra đó là không có ai mà không có già, không có chết cả. Yeah, không có già, không có chết cả. À, thì vấn đề ở đây là, à, vấn đề ở đây nè,
Khi mà ngài so sánh vậy đó ha, ngài so sánh cho đức vua đó, nói là chiếc xe này của ai, chiếc xe này của ai ha, thì vua mới trả lời ra là xe này của ông nội, xe này của cha, xe này của trẫm. Đó thì bắt đầu đó đức Thế Tôn này mới so sánh, người nói là chiếc xe của ông nội đó thì nó cũ kỹ hơn chiếc xe của cha, là chiếc xe của cha đó thì nó cũ kỹ hơn là chiếc xe của vua nè. Tại sao nó có cái sự cũ kỹ vậy? Xin thưa quý vị ha, vì có sự xuất hiện. Cho nên đó, nó sẽ trải qua bốn cái giai đoạn vậy. Nó trải qua bốn giai đoạn vậy. Thì từ cái chỗ mà chiếc xe đó cái bắt đầu đó là gì? Mới dẫn đến này, ha, là bà hoàng hậu Malika cũng vậy. Già rồi chết. Vua cũng già chết. Bản thân của Như Lai nè cũng già chết. Cũng già chết. Không có chúng sinh nào ở trên cuộc đời này mà không có già, không có chết cả. Nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Già chết rồi có còn tiếp tục sanh trở lại hay không? Thì đó mới là vấn đề đó, xin thưa quý vị. Vậy thì khi mà hiểu ra được vấn đề đó này nha, thì bây giờ phải tìm đến cái căn nguyên cội nguồn, tại làm sao chết rồi còn có sanh ra. Dạ, chết rồi còn có sanh ra. Chết rồi mà còn có sanh ra là gì? Do còn có mẹ đẻ. Đối với con người của mình, xin thưa quý vị, có ai mà xuất hiện trên cuộc đời này không có mẹ đẻ không? Không thể. Phải có mẹ đẻ thì mới có mình xuất hiện ở trên cuộc đời này. Thì đó là nghĩa đen. Rồi cái nghĩa bóng. Chết rồi mà còn tiếp tục sanh ra là bởi vì do còn tham ái. Do còn tham ái cho nên mới hình thành nên ngũ quẩn, hoặc là nhất quẩn, hoặc là tứ quẩn, hủ. Tức là hình thành nên chúng sinh ngũ quẩn, chúng sinh nhất quẩn, chúng sinh ngũ quẩn, nhất quẩn, chúng sinh tứ quẩn. Dạ, còn có cái lòng tham vậy? Thì vua nè, hoàng hậu Malika, hoàng hậu Malika đó là gì? Do còn xúc ái. Cái con chó mà nó đụng chạm vô thấy khoái khoái. Đó, rồi hoàng hậu Malika cũng còn có thích vua, có ái vua. Thì đó là ái người nè, ái vật. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, từ cái chỗ ái người ái vật đó mình mới suy ra còn ái nhiều thứ nữa. Chứ không phải chỉ có hai loại đó. Vua cũng vậy. Vua còn ái đối với hoàng hậu Malika nè. Thì từ chỗ mà ái hoàng hậu Malika thì vua cũng ái luôn ngai vàng, quốc độ, thần dân, rồi còn nhiều nhiều thứ ái. Thì từ cái chỗ còn ái đó, cho nên tất yếu dẫn đến là gì? Còn có sanh ra. Còn có sanh ra. Còn Như Lai đây nè, không còn ái chi nữa cả. Ngôi vua Như Lai cũng bỏ. Vợ đẹp cũng bỏ. Con ngoan cũng bỏ. Bốn hầm châu báu cũng bỏ. Ai gì khi ái những thứ đó đó thì tất cứ đó là gì? Là còn tìm đến sự sanh già bệnh chết, tức là còn tìm đến sanh nụ. Vì do từ bỏ những cái đó và dẫn đến đó là gì? Từ bỏ luôn sanh hữu, không còn ái. Không còn ái cho nên Như Lai được gọi là Santo, là bậc tịnh chỉ. Là bậc tịnh chỉ tức là không còn ái. Mà nói rộng ra là không còn bất kỳ một cái phiền não nào nữa cả.
không còn bất kỳ một cái phiền não nào nữa cả. Sở dĩ tại sao là Như Lai không có bất kỳ một cái phiền não nào nữa cả, là vì do gì? Trong vô thủy luân hồi cho đến giờ, Như Lai đã tầm cầu cái trang điểm cho tâm, làm cho tâm đó trở nên tốt đẹp. Trang điểm cho tâm đó, đó là các ba la mật độ này, rồi là các cái pháp tính của bậc thượng nhân, bậc chánh nhân. Mà cụ thể là gì? Như Lai là người đã giác ngộ tứ đế, đã thấy ra được rằng cổ xe hay là chiếc xe này mà nó còn vận hành là còn vô vàn cái sự khổ đau. Ở trong đó có cái chuyện đó là gì? Có già, có chết. Mà cái cổ xe còn vận hành được vậy đó là vì do còn nhiên liệu. Còn nhiên liệu cho nên cái cổ xe đó nó mới vận hành. Còn nhiên liệu cho nên cái cổ xe đó mới vận hành. Cũng vậy, chúng sinh còn lòng tham cho nên đó là gì? Mới có tạo nghiệp thiện, nghiệp bất thiện. Tạo nghiệp thiện, nghiệp bất thiện. Còn Như Lai này là hết nhiên liệu rồi. Cái cổ xe vẫn còn vận hành vì rằng còn sống chứ chưa có chết, chưa có vô dư niết bàn. Nhưng mà cái vận hành đó đó không có do nhiên liệu nó thúc đẩy, nó đưa đẩy, mà cái sự vận hành đó chẳng qua là cái gì? Còn cái trơn. Xe hết xăng rồi nhưng mà đang còn cái trơn, thành ra nó chạy khúc nữa thì nó dừng thôi. Và xem như đó là cái chiếc xe đó đã hoàn thành cái bổn phận phận sự của nó rồi. Bổn phận phận sự của nó rồi. Vậy thì với những ai đó với những ai đó mà thấy ra, hiểu ra vậy rồi cố gắng sao đó để cho mình không còn ái với bất kỳ một cái gì, không còn ái với bất kỳ một cái chi nữa cả, thì sau khi đó, chiếc xe này mình dừng, nó hết bốn phần phận sự của nó, cái đó là chiếc xe mới sau sau đó không có nữa. Thì chiếc xe mới sau sau mà không có nữa rồi thì lúc đó sẽ không có bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Và muốn đó, không còn ái hay là từ bỏ hoàn toàn ái thì buộc lòng là gì? Thực hành theo bát thánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó, tu theo bát thánh đạo vậy. Thì khi mà tu bát thánh đạo đó viên mãn thành mãn thì mới dẫn đến được diệt đế là niết bàn. Thì thử hỏi quý vị, niết bàn có sanh, có già, có bệnh, có chết không? No, không có. Thì chúng tôi đang nói cho quý vị đến tứ diệu đế đó. Tứ diệu đế là bốn chân lý. Thì bốn chân lý này nè, Đức Thế Tôn Ngài nói rằng dầu Ngài có xuất hiện hay Ngài không có xuất hiện thì bốn chân lý này vẫn cứ tồn tại ở trên cuộc đời. Theo quý vị chứ thời kỳ mà không có Phật đó thì có sự xuất hiện của chúng sinh không? Có chúng sinh sinh ra chứ. Rồi khi sinh ra đó có già, có bệnh, có chết không? Có. Có. Thì đó là sự thật về khổ. Cho nên cái sự thật về khổ đó dầu cho Đức Phật chánh đẳng chánh giác có xuất hiện hay không xuất hiện thì sự thật về khổ đó vẫn cứ tồn tại trên cuộc đời này. Nhưng mà đến khi bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở trên cuộc đời này thì bốn chân lý này mới được hiện bày một cách rõ ràng, minh bạch. Từ chỗ đó đó mà người khác đó có thể thấy ra, có thể nhận ra và thực hành theo. Dạ, thực hành theo. Vậy thì bốn cái chân lý này nè, xin thưa quý vị,
có bị già không? Dạ không. Nó tại vì mình thấy nó tồn tại vậy mà. Có Đức Phật hay không có Đức Phật thì nó vẫn cứ cứ là như vậy. Giờ thử hỏi quý vị ha. Thì khi mà mình hiểu liễu thông bốn thứ, liễu thông là liễu ngộ hay là liễu tri tứ thánh đế vậy đó, thì mình sẽ thành tựu được cái gì? Dạ, thành tựu bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Thì cái cốt lõi đây chính là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Thì bốn đạo, bốn quả và một niết bàn này nè mới không còn sanh, không còn già, không còn bệnh, không còn chết. Tại sao? Vì rằng nè, mình bà con chúng tôi nè, cũng như tất cả mọi người ở trong room này nè, mình nghe về tứ diệu đế này nhiều chưa xin thú vị? Rất là nhiều rồi. Dạ rất là nhiều rồi. Nhưng mà thử hỏi bà con ha, chứ mình có chắc chắn được rằng sau khi mình từ bỏ cái cổ xe này nè, thì mình sẽ không có cái cổ xe tiếp nối không? Không mà. Không mà nha. Mãi cho đến khi mà bốn đạo bốn quả niết bàn nó hiển lộ đó, đó thì khi đó đó mình mới dám nói rằng sau khi từ bỏ cái cổ xe này đó, mình không có một cái cổ xe nào tiếp nối được. Dạ thì thử cái gì cho bốn chân lý này đó là do ai? Do ai thuyết giảng? Do Đức Phật đó. Thành ra hồi nãy chúng tôi mới nói với quý vị đó, cái chữ Santo ở đây này là chỉ cho Đức Phật. Santo so phát cậu qua sát ma tha sát ma sát ma tha ya tham mang đề sẽ tí. Đức Thế Tôn là bậc tịnh chỉ thuyết pháp để tịnh chỉ. Ngài là bậc tịnh chỉ vì ngài không còn phiền não. Cho nên ngài giảng pháp ra, những lời ngài giảng ra cho người nghe đó, khi thực hành theo để đạt đến chỗ tịnh chỉ. Và để đạt cho đến chỗ tịnh chỉ. Và rồi chúng tôi lại nói khi nãy chiếc nghĩa từ vựng từ vựng đó, chúng tôi nói với quý vị chữ sắc phi. Chữ sắc phi đó, là mình hiểu giống như cái từ huynh nhu ở trong cái đức tính hay là pháp tính, đức pháp bảo pháp chất quê để tập bô huynh nhu, đó là pháp này nè phải được bậc trí hay là bậc thiện trí tự mình hiểu. Cho nên là cái gì, mình tức là mỗi người chúng ta ở đây này, phải là huynh nhu hoặc là sắc phi thì mình mới liễu ngộ được tứ thánh đế, tức là liễu ngộ được bốn chân lý mà do bậc chánh đẳng chánh giác ngài xiển dương đó. Thì lúc đó bản thân mình mới làm hiển lộ lên bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Thì lúc đó mình mới không còn, mình từ bỏ đi cái cổ xe này thì không còn bất kỳ một cái cổ xe nào tiếp nối sau nữa. Thì khi đó đó mới thoát khỏi được già đó, xin thưa quý vị. Thì già ở đây đó mình hiểu gọn thôi, chứ thoát khỏi sanh lão bệnh tử. Đức Thế Tôn ngài thuyết cho đức vua là như vậy. Tức là ngài nói đức vua đó ha, đi chiếc xe hay là hoàng hậu Malika đó, đi xe được trang hoàng tốt đẹp vậy đó, tức là có phước vậy đó. Nhưng mà cái phước đó mới là phước vật, phước đức thôi. Chứ cái phước trí đó, phước trí vô lậu đó, chưa đạt được. Do vậy đó gì? Cũng vẫn cứ còn già vậy, dẫn đến chết. Thành ra là gì? Hoàng hậu Malika, vua, ráng cố gắng tạo dựng thêm phước trí để thành tựu được phước trí vô lậu. Thì khi đó đó từ bỏ luôn cái cổ xe này,
thì là sẽ không còn bị già nữa. Đó, bà con ở đây đó, có ai mong muốn là mình không bị già không? Đó, thì mình mong muốn mình không bị già thì mình phải sử dụng cái cổ xe của mình đây nè, sao cho nó tốt, sao cho nó có cái lợi ích. Từ cái chỗ mình sử dụng tốt có lợi ích, tập từ từ vậy. Đến một lúc nào đó mình cũng sẽ không còn bị già nữa. Tức có nghĩa là cái gì? Do mình tập bố thí nè, trì giới nè, tu tiến dần dần vậy đó. Thì riêng cái bắt đầu là gì? Bố thí cái tham giảm từ từ, sân trì giới cái sân hận giảm từ từ, tu tiến si giảm từ từ. Cứ mỗi lần làm cái mấy cái phiền não ác pháp này đó, nó giảm chút vậy đó. Cái đến lúc nào đó cái không còn tham nữa. Đó, không còn tham nữa đó thì thành ra là gì? Không còn mẹ đẻ thì tức có nghĩa đó là ngũ uẩn tiếp nối không còn. Tức là cổ xe tiếp nối không có nữa. Thì lúc đó mình sẽ không còn bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết nữa. Thì ước mong tất cả chúng ta đều đạt được đến cái chỗ này trong một ngày sớm nhất. Chúng tôi xin được chấm dứt thời gian với đề tài là câu kệ pháp cú số 151 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phạm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo của sự giảng pháp này xin hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa. Chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, chúng con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng đến thượng tọa minh hạnh. Dạ, chúng con kính thỉnh thượng tọa minh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba buddha nupha vena sada sate vuan tute. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba dhamma nupha vena sada sate vuan tute. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba sangha nupha vena sada sate vuan tute. Tất cả phước báo có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Minh Mẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đang vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cấm dân hồi hướng. Dạ, đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa văn tu bu chi ta